Dạ, dạ, chào bà. Ông là ai? Tôi chỉ là kẻ ăn bài hát dạo. Một kẻ ăn bài hát dạo à? Phải. Vậy mà tôi cứ tưởng hôm nay ông đến đây để làm gì? Xin bạc tiền hay cốt gạo? Hôm nay tôi đến đây không phải cần bạc tiền hay cốt gạo. Vậy ông muốn gì? Tôi muốn nhìn rõ dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cầm tay, gắn bài hỗn láo. Ông là ai? Ông này! Bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn nạn này là ai? Thảo nào? Tại sao? Tại sao lại đánh mặt anh với Thảo Lan? Bỏ ơi, tại vì bản thân em giờ quên nên đành phải quay lưng cuối mặc chúng chạy xa. Thảo Lan, những gì tại làm sao giờ gặp lại nhau? Em chân vui mừng. Mòn mỏi như mong đêm cắt dày thắt theo thương đời quá lạnh lẽo chung cô phòng. Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở đời tôi, là giọt máu vừa tim nồng. Qua những tầng số đòn nát tan thân xác, cũng không bằng niềm say sức ở nước. Tôi giống là muốn gặp lại cô nhân. Sau khi con chết, tôi trở về đây để tìm người yêu cô. Nhưng có ngờ đâu lâu mong ngày xưa không còn nữa. Người của tôi yêu ai dè lối xa thuyền. Tôi biết đôi lòng sao cho bao hiểu được lòng ta lại ăn trắng khi năm nào cả lại sát bước với cánh lá. Cánh lá là số phai bao, còn đâu buồn ăn mây bay, còn đâu khi năm nào xin trả lại người xưa. Giờ còn yêu tôi thì tại làm sao ta đẻ núi sang thuyền.
một con nữ ngày nào nơi bên sông dệt lụa mà nay đã trở thành tộc 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 phu nhân. Đêm nay tôi biết tôi đã lầm vì đã xây lâu đài tình yêu trên bài ca. Tôi tưởng đâu khổ sầu làm bà phải tàn nhang sắc, nào ngờ bà vẫn vui cười trong góc lụa vàng son. Dạ, dạ hết rồi.